hé lộ thiên cơ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, được thần tài ban lộc, vượt trên đại hạn, đổi đời giàu sang trong tháng 11 âm lịch. Hoan hỷ chào đón quý vị thân thương quay trở lại, đồng hành cùng đại phú quý. Chắc hẳn quý vị đang rất muốn biết vận trình của mình trong những tháng tiếp theo sẽ ra sao để có kế hoạch làm ăn, kinh doanh đại phát để bù lại những gì đã mất trong những tháng xui xẻo trước đây đã lấy đi của quý vị đúng không ạ? Hiểu rõ điều đó, các bậc thầy tử vi số 1 phương Đông có luận giải rằng trong tháng 11 âm lịch này, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ được thần tài bật mí cho ba bí mật. Nếu như tận dụng tốt thì cơ hội trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, cuộc sống viên mãn đủ đầy và thăng hoa mỹ mãn. Hãy chắc chắn theo dõi hết lá số tử vi để tìm hiểu xem vận hạn trong tháng 11 âm lịch của 20 con giáp này có đáng ngại không nhé. Đặc biệt, quý mệnh chủ cần phải lưu ý điều gì để không vụt mất vận may trong khoảnh khắc cát lộc hiếm hoi trong tháng 11 âm lịch. Tôi chắc rằng sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra với quý vị tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 đấy nhé. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Hé lộ thiên cơ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, được thần tài ban lộc, vượt trên đại hạn, đổi đời giàu sang trong tháng 11 âm lịch. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Xem bói tử vi tháng 11 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vận trình công danh sự nghiệp vẫn đang lao dốc khi bạn nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt tiêu cực. Công việc của con giáp này thường xuyên gặp phải cản trở hay sự cố chẳng thể chống đỡ được. Ví dụ như bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải trái đúng sai. Trong trường hợp này, con giáp tuổi Giáp Thìn cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm. Người ta đã sai, mình còn sai hơn. Hãy sống khiêm nhường, làm gì cũng lẳng lặng mà làm, kẻo có người ganh tị, làm hại. Bạn cũng đừng quá khắt khe, tính toán quá mức. Người khác làm điều xấu thì cố gắng bỏ qua, nếu không sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân mình, tự mình thấy mệt mỏi và khó chịu. Cụ thể về sự nghiệp, tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi Giáp Thìn nhận thấy, sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn đang đi đến điểm bão hòa, nhưng chưa phải là mối bận tâm lúc này. Khuyên bản mệnh lúc này đó là đừng nên cả thèm chóng chán, hứng khởi được lúc ban đầu, sau đó lại lười hành động. Với những ai muốn thay đổi thì bạn lại cảm thấy mọi việc quá khó khăn, có thể bạn sẽ muốn quỵ ngã đôi lần trong tháng 11 này. Đây chắc chắn là giai đoạn không dễ chịu, thách thức bạn trong nhiều khía cạnh, đòi hỏi bạn phải mạnh mẽ, kiên cường hơn. Bạn là người quá chú trọng nề nếp, trong suy nghĩ của bạn, công việc không trôi chảy, đồng nghĩa với việc mọi thứ đang lung lay. Hãy hít thở sâu và giữ bình tĩnh nhé. Khi phát hiện ra điều gì đó bất thường trong công việc, hãy chủ động trình bày với cấp trên để giải quyết triệt để vấn đề nhé. Nếu không thể thay đổi hoặc cải thiện tình hình, bạn nên tạm quên mọi chuyện và tập trung làm tốt công việc của mình. Bạn chỉ đang nhạy cảm quá mức vì tính cách cầu toàn của bản thân mà thôi. Bạn đang làm rất tốt, việc của bạn là thư giãn tinh thần và tập trung tối đa vào nhiệm vụ của mình. Nguyệt lệnh lâm quan đới mang lại cho bản mệnh rất nhiều năng lượng với khí thế bừng bừng. Nếu bạn duy trì được mức năng lượng tích cực hiện tại và thể hiện tốt thì còn có cả cơ hội để thăng tiến nữa đấy. Chỉ là bạn tự đánh giá thấp bản thân mà thôi. Về phương diện tài lộc, trong tháng 11 âm lịch này, phương diện tài lộc khá ổn định, đảm bảo cho bạn nguồn thu và chi cân đối. Thế nhưng có người thấy bạn sẵn sàng chi những khoản tiền lớn, tất cả đã nằm trong kế hoạch của bạn, nên nghĩ rằng bạn nhiều tiền và cố tình hỏi vay mượn. Tuy nhiên, tỷ kiến xuất hiện trong tháng này nhắc nhở bản mệnh không được dễ dàng tin người, kẻo vừa mất tiền lại mất cả tình cảm nữa đấy. Trong hoàn cảnh này, bạn cần ích kỷ một chút sẽ tốt hơn. Nếu bạn tôn thờ sự cân bằng và hài hòa thì phải chấp nhận sự thật rằng không phải thứ gì cũng diễn ra theo ý bạn muốn. Sẽ không có gì sai nếu bạn lắng nghe tiếng lòng của mình và dũng cảm nói không khi không thể giúp ai đó. Thực tế là nếu mở lòng với những người không đáng tin cậy thì không chỉ mất tiền mà toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của bạn sẽ bị lệch lạc hoặc hủy hoại. Do đó, hãy lựa chọn người nghe thật cẩn thận nhé. Bạn càng sống khiêm tốn sẽ càng tốt cho cuộc sống của bạn. Đừng khoe rằng
mình đang sở hữu bao nhiêu bất động sản hay có bao nhiêu chiếc túi hàng hiệu. Người ta không khen bạn mà còn nói xấu sau lưng bạn đấy nhé. Nhớ rằng bạn là con giáp cần theo đuổi lối sống tối giản để hạnh phúc nhiều hơn. Về phương diện tình duyên, vận trình tình cảm của người tuổi Giáp Thìn khá yên ổn, hoặc là do bạn nghĩ là vậy. Trong các quyết định liên quan tới tình yêu, bạn không cần phải quá lý trí, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình bạn nhé. Tháng này, mối quan hệ với người thân trong gia đình không được tốt, nhất là dưới sự tác động của ngũ hành xung khắc. Có thể là sẽ có mâu thuẫn, tranh cãi với anh chị em trong nhà. Thái độ của bạn cũng rất quan trọng, do đó bản mệnh nên lưu ý hơn cách mình hành xử, trở nên nghĩ nhì nói nấy, kẻo gây mất lòng. Nếu xảy ra một điều gì đó thì một phần cũng là lỗi do bạn, trở nên chỉ đổ lỗi hết lỗi lầm cho người khác. Về phương diện sức khỏe, lúc này đang là tiết lập đông, trời thường lạnh hơn về đêm. Nếu bạn càng thức khuya, cơ thể càng dễ bị nhiễm lạnh, sinh ốm đau. Lưu ý là người tuổi Giáp Thìn cần ngủ sớm, dậy muộn để tránh phá vỡ cân bằng âm dương trong cơ thể của bạn nhé. Thời gian này nên ưu tiên chọn ăn những món đồ vừa dễ tiêu lại có khả năng giữ ấm cơ thể. Buổi sáng có thể uống một cốc trà gừng cũng rất tốt cho bạn trong điều kiện thời tiết hiện tại. Bạch hổ hung tinh mang điểm báo tai họa, hỏa huyết quang, ma chay. Nhìn chung đều là những sự cố gây bất lợi cho sức khỏe. Do đó, dù làm gì, bản mệnh cũng không được chủ quan, dễ có những tác động gây hại hoặc rất dễ bị tai nạn do bất cẩn. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần trong tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Thìn. Tuần 1 từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 âm lịch. Tuần đầu tháng của người tuổi Giáp Thìn đem về nhiều thành công đáng kể về cả sự nghiệp và tài chính. Sức mạnh của ẩn quan đã hỗ trợ bạn biến con thuyền công việc trở nên mạnh mẽ và tiến triển suôn sẻ. Bạn luôn nỗ lực tối đa trong công việc với niềm tin rằng khi còn trẻ và khỏe mạnh càng cần phải hăng say làm việc hơn, tập trung gấp nhiều lần. Vận thế tài lộc của bản mệnh cũng đang gặp nhiều may mắn. Việc thu hút tiền bạc trở nên dễ dàng hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, đại hào hung tinh vẫn tiềm ẩn, yêu cầu bạn đề phòng nguy cơ một kẻ đứng sau âm mưu có thể gây trở ngại hoặc phá hủy những cơ hội kinh doanh tích cực của bạn. Hãy cẩn trọng và thận trọng hơn, và nếu gặp phải, hãy tránh xa và học từ trải nghiệm đó, tránh để lòng căm hận mù mịt vì sự oán hận chỉ làm tổn thương chính bản thân mình nhất. Tuần 2, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 âm lịch. Tuần tiếp theo có không ít khó khăn, nhưng bản mệnh đừng nên vội vàng từ bỏ hy vọng của mình. Rồi chính quan sẽ xuất hiện để nâng đỡ, che chở bạn vượt qua tất cả, miễn là bạn đủ niềm tin vào bản thân cũng như đội nhóm của mình. Tuần mới có nhiều điều không như mong đợi, nhưng sẽ là rất ý nghĩa. Cũng là một ý tưởng hay nếu con giáp tuổi Giáp Thìn dành thời gian để suy nghĩ về những điều mà mình sẽ làm trong thời gian tới. Tất cả những mục tiêu mà bạn đã vạch ra đều vì mục đích có một cuộc sống lành mạnh hơn trong từng phút giây. Ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh nhắc nhở bản mệnh tránh đối đầu với bất cứ ai kẻo xảy ra rắc rối liên quan tới kiện tụng tranh chấp. Có thể việc này chưa gây ảnh hưởng tới tiền, nhưng đã gây hại cho sức khỏe của bạn. Tuần 3, từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 âm lịch. Tuần giữa tháng không phải là một tuần may mắn về công việc đối với người tuổi Giáp Thìn. Xem tử vi thấy rằng có nhiều kẻ tiểu nhân đang rình rập và muốn hãm hại bản mệnh, để bản mệnh không còn có được vị trí mà mình đang đứng. Thường quan dự đoán, những sai lầm mà bạn mắc phải rất có thể là do con giáp này không đủ tập trung trong công việc, lờ là thiếu quan tâm tới những việc mình đang làm. Kẽ hở mà kẻ tiểu nhân cần chỉ có vậy, thế là đủ để khiến cho uy tín của bản mệnh bị suy giảm. Tuy nhiên trong tháng có hữu vật chở che nên không cần quá lo lắng, người ngay không sợ kẻ gian. Thêm nữa, thời điểm này người tuổi Giáp Thìn sẽ có nhiều thu hoạch về đường tài lộc. Cả thực thần và chính tài đều đang giúp sức cho bản mệnh. Nếu có kế hoạch kinh doanh hay tài chính thì nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ để triển khai. Tuần 4, từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 âm lịch. Cuối tháng này, chính ấn và chính quan hứa hẹn mang đến những cơ hội mà người tuổi Giáp Thìn khẳng định bản thân và củng cố vị trí của mình. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ sự tự tin và kiêu ngạo.
nếu chỉ tin vào quan điểm cá nhân mà bỏ qua lời khuyên của người khác. Thiên quan và thương quan có thể đẩy bạn vào tình huống phức tạp. Sao tử vi vẫn đem lại một chút may mắn cho người tuổi này, hãy không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, không đầu hàng trước khó khăn và luôn sẵn sàng để đón nhận những cơ hội tốt đẹp sắp tới. Con số may mắn trong tháng: nữ Giáp Thìn, sinh năm 1964, thuộc mệnh Hỏa. Trong tháng 11 âm lịch sẽ tương hợp với con số 9 hành Hỏa, tương sinh với số 3 và số 4 hành Mộc, số 2, số 5, số 8 hành Thổ, sẽ tạo thiện cảm, thuận lợi trong giao tiếp và gây ấn tượng với đối phương. Số hợp sẽ giúp bản mệnh về gia chánh, công việc và cả tình duyên. Nam Giáp Thìn, sinh năm 1964, thuộc mệnh Hỏa. Trong tháng 11 âm lịch sẽ tương hợp với các con số, số 9 hành Hỏa, tương sinh với các số, số 3 và số 4 hành Mộc, số 2, số 5, số 8 hành Thổ, sẽ gặp nhiều may mắn, tự tin phát triển công danh sự nghiệp và luôn gặp cơ hội đến với cuộc sống của mình một cách bất ngờ. Tiếp theo là màu sắc phong thủy của tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây là màu thuộc hành Mộc, là màu hợp mệnh Hỏa, có ý nghĩa tương sinh, mộc sinh hỏa. Màu xanh là màu của vạn vật thiên nhiên, tượng trưng cho sức sống phì nhiêu, thoáng mát, trong lành và tự do tăng trưởng. Màu xanh tạo cảm xúc dịu nhẹ cho mắt và truyền tải thông điệp độc lập đến người đối lập. Ngoài ra, màu xanh ô liu là màu của tự do và hữu nghị. Tuy nhiên, nên tránh dùng màu xanh lá cây đậm, tượng trưng cho sự đố kỵ, và màu xanh vàng, tượng trưng cho sự bệnh hoạn yếu ớt. Màu tím cũng là màu thuộc hành Hỏa, là màu hợp mệnh Hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu tím là sự trộn lẫn giữa màu đỏ và màu xanh, nên nó có ý nghĩa can đảm, mạnh mẽ và vững chãi. Màu tím tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, giàu có và thèm khát. Trong nghệ thuật, màu tím là màu của sự sáng tạo và huyền bí. Đây là màu sắc ít thấy trong tự nhiên. Ngoài ra, màu tím nhạt tượng trưng cho sự lãng mạn và hoài cảm. Không nên chọn màu tím đậm vì nó là màu buồn và vô vọng. Màu cam. Màu cam cũng là màu thuộc hành Hỏa, là màu hợp mệnh Hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu cam là sự trộn lẫn giữa màu đỏ và màu vàng, nên nó có ý nghĩa là can đảm, mạnh mẽ và niềm hạnh phúc. Màu cam mang tới sự sung sướng, phấn khởi, là hình tượng cho sự nỗ lực, phát minh sáng tạo và hấp dẫn. Các điều tra và nghiên cứu khoa học đã chứng tỏ, sử dụng vật phẩm màu cam hoàn toàn có thể tăng tính tư duy và phát minh sáng tạo, giúp đạt hiệu suất cao trong việc làm. Tuy nhiên, nên tránh những màu cam đậm vì nó mang ý nghĩa dối lừa, không tin cậy. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 11 âm lịch. Khẩu quyết, tài lộc có hay không, không hoàn toàn là do bạn. Đừng ngồi đó mà đợi, thiếu đi việc hành động quyết liệt. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu xám. Con số may mắn là số 15, số 36, số 89 và số 95. Thưa quý vị, nếu mọi thứ luôn theo ý muốn và kế hoạch cũng dễ dàng hoàn thành, liệu chúng ta có cần phải trưởng thành? Cuộc sống trở nên hấp dẫn hơn khi mọi thứ diễn ra theo kịch bản đã định. Nếu bạn có thể dự đoán tất cả trong tương lai, liệu cuộc sống có trở nên nhàm chán? Liệu có cần phải tranh cãi chỉ vì tin rằng mình luôn đúng, hay vì cho rằng sở thích của mình mới là đúng đắn, còn người khác là sai? Không ai đúng ai sai cả, vì tất cả chỉ là quan điểm. Một người đưa ra quan điểm dựa trên trải nghiệm của mình từ trong quá khứ, tổng hợp thành thông tin. Và vì không ai sống ai, nên bạn không có quyền đánh giá mình đúng, người khác sai. Hãy học cách trở thành một người tử tế, nhìn cuộc sống, con người xung quanh với năng lượng tích cực. Bạn sẽ thấy cuộc đời mình ngập tràn hạnh phúc. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ vận trình chi tiết tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác và anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng kế hoạch cho mình trong tháng 11 tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.